Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách là mở một cái mẫu mà có sẵn và lưu cái mẫu này vào. Và đây là cái mẫu có sẵn này. Bạn đang nhìn thấy đây là cái mã hàng là gì ạ? Mã hàng 2341 này này. Cái file của mã hàng là 2341. Và với phần này thì bạn sẽ thấy là gì ạ? Mình đang để ở trong một cái folder riêng. Với bạn nào đã học Lectra thì bạn sẽ đến Lectra cũng lưu trong một cái folder. Bạn phải chuột này vào new này, vào chọn folder, bạn cũng lưu ở một folder riêng. Và với Orbitech này tương tự như vậy. Còn với bạn bạn nào đó mà ngày trước bạn đang học thằng Gerber ấy thì là chỗ này đang khác đúng không ạ? Thì mình sẽ dẫn lại từ đầu cho những bạn mà chưa biết gì trở đi này. Ở đây bạn sẽ phải chuột này, bạn vào trong cái ổ nào đó và một cái nơi nào đó để bạn cần lưu trữ. Sau đó bạn phải chuột, bạn vào new và folder, bạn đặt cái folder ra. Và chỗ đặt xong tên ấy thì mình đặt tên là tên Orbitech này rồi, chính vậy mình sẽ không dùng thầy nữa nhé. Thế khi mà Orbitech xong mình kích vào bên trong, và bây giờ mình giả sử mình đang có một cái mẫu có sẵn rồi thì mình sẽ gửi những cái mẫu này cho các bạn nhé, cả mẫu cả đơn hàng cho các bạn, thì các bạn sẽ xem được trực tiếp nó luôn. Đây mình có một cái mẫu có sẵn rồi, mình muốn mở cái mẫu này lên thì mình có hai cách. Một là mình vào trong thằng PDF, kích đúp vào PDF này. Rồi vào trong này xong, vào file, sau đó vào open. Open là mở một cái có sẵn. Còn nếu mà bạn vào trong new này, Ctrl N đấy, thì là sẽ làm một cái mới. Bạn tạo ra một cái mới luôn. Thì cái kia là coi như không còn nữa đúng không ạ? Ở đây thì tạo ra mới hay không tạo ra mới thì nó cũng giá trị như nhau thôi, bởi vì nó chưa có gì trong này. Đây, ở ngoài này cũng là open này này. Đây cũng là new này. Bạn có thể vào trong file hoặc là ở ngoài này, nếu có sẵn ngoài này rồi. Đây chỉ việc phải chuột ở trái chuột đây thôi. Sau đó bạn chọn đến. Đây của mình vừa để ổ D này. Và trong thằng học Orbitech Online này. Và tiếp tục nó vào trong này. Khi mà kích vào đây một cái, bạn nhận thấy góc này này. Nó hiển thị lên những cái chi tiết trong cái mã hàng này. Nó có bất kỳ cái gì nó hiển thị hết cái đấy nhá. Sau đó chọn vào open. Rồi, đây là một cái mẫu mà có sẵn rồi đúng không ạ? Đây là sản phẩm quần. Và bài này là bài mình hướng dẫn các bạn từ hôm trước. Các bạn ở trong lớp trực tiếp nhé, chứ không phải bọn bạn online. Đây mình hướng dẫn các bạn thiết kế trực tiếp, sau đó là khớp lại mẫu này. Và sau này khi mà khớp mẫu như thế nào hay thiết kế những sản phẩm này như thế nào thì là mình sẽ nói sau. Được chưa? Và bạn sẽ chú ý cho các cái thông tin đấy sau. Bây giờ bạn chưa cần quan tâm. Các bạn chỉ quan tâm là cái cách mở lên như thế nào. Rồi đây là một cách để mở lên. Cách thứ hai mà nhanh hơn thì bạn không cần vào trong này nữa. Bạn vào trực tiếp cái mẫu này, bạn nhìn thấy này, bạn kích đúp vào luôn này. Bạn có thể là kích đúp trái chuột liên tiếp hai lần, hoặc bạn sử dụng phải chuột, sau đó chọn vào open. Open, được chưa? Ở đây thì mình thường làm nhanh ấy thì mình kích đúp này, kích đúp trái chuột đấy. Thì thầy nó hiện lên luôn. Đây nó đang hiện lên đây ạ. Đây cái cách mà bạn sẽ làm nhé. Rồi khi mở xong rồi thì đến phần new lại. Giả sử như là mình muốn là xóa một cái chi tiết nào đó đi chẳng hạn. Đấy, giả sử thằng này chẳng hạn, mình muốn xóa thằng này, mình xóa đi. Bạn đừng quan tâm lại xóa vội nhé. Chỉ là mình xóa đi để mình làm gì, để mình new lại thôi. Thì khi mà xóa xong ấy, bạn new lại này, thì bạn đang thấy cái thời gian ở đây này. Bây giờ là 8 giờ 36. Trong khi thời gian chỗ này là 8 giờ 31. Nếu bây giờ mình lưu lại này, lưu này. Đây Ctrl S là lưu bình thường nhá, kể cả vào trong file này. Nó có thằng save này, Ctrl S đấy. Lưu vào một cái. Bạn thấy này, chỗ này đang 8 giờ 36 luôn. Từ đúng cái thời gian mà mình đã lưu lại thì nó sẽ có hiện thời gian ở đây. Ngày tháng năm và giờ đây, còn đây em buổi sáng đây đúng không ạ? Còn phía trên này này, cái tip bạn sẽ nhìn thấy này. Nên nó hiểu là nó nói sẽ là cái loại gì ở đây, PDF mà giống là cái bài 1 mình đã hướng dẫn rồi đấy. Chữ là Pattern Design System File. Được chưa? Thì bạn cứ hiểu đây là cái mẫu, cứ PDF là mẫu. Và cái số này số K nó thôi. Là cái độ lặng của cái file này thôi. Rồi còn cách thứ hai nữa, nếu bạn muốn lưu thằng này sang một cái tên khác nữa, là có sẵn rồi và muốn lưu sang một tên khác thì bạn sẽ vào trong file và bạn chọn thằng Save As. Ctrl Shift S. Trái chuột này.
Rồi, vẫn ở đây. Ví dụ mình đặt chỗ này. À, đã thay đổi chẳng hạn. Đã thay đổi, tức là cái mẫu này này. Có mẫu này và đã thay đổi. Sau đó ấn save. Rồi bạn xem vào, bạn sẽ thấy theo cái tên trên này này. Có rồi đúng không ạ? Tiếp tục vào trong này. Mình thấy có một cái nữa này. Lúc lưu mã trước là 8:36. Mã khi lưu bây giờ là 8:37. Ok.